Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình góp nhận 100 đồng tục cần có ký hiệu là Xon chạy trên nền tảng của Solana nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình mở link form ra các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn phải cần là phải ép con chắc này vào để tôi cần nó sau này để phân phối nè các bạn. Thì các bạn copy cái địa chỉ hợp đồng của nó nè. Rồi các bạn tiếp tục mở địa chỉ Xon wallet.io của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Các bạn chọn vào trang web cho máy tính nha các bạn. Rồi các bạn đăng nhập mật khẩu mình vào thôi các bạn. Rồi bạn bấm vào mở khóa nha các bạn. Thì để ép được con chắc thì các bạn nhấp vào một dấu cộng nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào một nhập thủ công nha các bạn. Thì để ép được con chắc thì các bạn cần có 0.002 tóc cần Solana nha các bạn. Rồi các bạn dán địa chỉ hợp đồng của nó vào đây nè các bạn. Rồi tên mã thông báo thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Thì các bạn copy tên mã thông báo này các bạn. Name is Xon. Phan các bạn chờ chút xíu các bạn. Mình gọi copy hơi lộn hơi nhiều rồi. Rồi các bạn sao chép lên các bạn. Rồi các bạn bắt up lên cái phòng này nè. Các bạn dán mã thông báo vào đây nè. Rồi biểu tượng mã thông báo thì có Xon nha các bạn. Rồi các bạn xóa chữ tôi cần này các bạn. Rồi các bạn bấm vào một thêm vào nha các bạn. Thì các bạn chờ một chút xíu nó tự động nó thêm vào các bạn. Để mình coi đã thêm gì các bạn. Ok như vậy mình đã thêm được tôi cần Xon này các bạn. Thì các bạn tiếp tục quay lại cái link phong hồi nãy nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter nè các bạn. Follow tại Twitter và copy hashtag này tăng 3 người bạn vào các bạn. Để mình copy hashtag và tăng 3 người bạn vào các bạn. Rồi các bạn follow tại Twitter nè. Trên tại Twitter các bạn theo dõi nè. Các bạn xuống đây các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn như bài viết đó ghim nha các bạn. Các bạn dán hashtag vào và tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào tweet nè. Sau khi tweet xong thì các bạn bắt up lên nè. Nhiệm vụ tiếp theo các bạn xôn xào kênh Telegram nhóm chat nè. Mấy nhiệm vụ nó khá là đơn giản đó các bạn. Rồi các bạn xôn xào nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn xôn tiếp kênh seller nữa nè. Rồi các bạn xôn xào nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi xuống đây thì các bạn chỉ việc dòng đầu tiên thì các bạn gỡ lên một link retweet thôi các bạn. Thì bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào ba bên cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn tờ tweet nè. Các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Em còn mình đã theo dõi chưa? Ok mình đã theo dõi rồi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn dán lên retweet vô đây nè. Tiếp tục thì các bạn mở Telegram của mình vào setting copy username Telegram của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ ví solet.io thì các bạn mở cái ví Solana của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào một mũi tên nè. Các bạn bấm nhận được nè. Các bạn copy địa chỉ solet.io của mình nha các bạn. Solana của mình đó. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn ghép phone này thì các bạn điền lại a còng anh 3 số 1 3 số 2 nha các bạn. Rồi bạn gì bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok, vậy mà đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình này góp nhận 100 token Xon đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.